Hai team, đây là phía bên trong vườn nhà mình này. Đó, đây là một cây bơ rậm rạp này. Đó, vào bên trong này là tối luôn, mình thấy gì luôn. Bây giờ mình đi sang ngang, mình sẽ đi tìm cả cái quả bơ. Đây, mình đã lượm được những quả bơ như thế này. Bây giờ mình sẽ đi lượm thêm nữa. Vườn nhà mình bây giờ bữa nay do có trời bão nên là bơ cũng nhiều lắm. Dưới này có một cây, mình sẽ đi. Cái này quả bơ bụt này, đây là quả bơ bụt này, quả này chín rồi, mình có thể ăn được rồi. Những quả như thế thì mình dành phần ăn với bò đấy. Đây, quả bơ này thật không thể tin nổi, nó đã bự chảng thế này đấy. Đó, nó nứt toẹt như vậy đó. Quả ghê. Quả này mình lại nữa. Đó. Và cái này thì mới đi có một quả. Mình chắc mình sẽ đi tìm những cái cây thấp hơn mình chụp hình nữa chứ. Còn những cây như thế này mình chụp được. Đó, bây giờ để nhấc nó lên và khiêng nó đi. Đây. Trong một quả đây nữa. Và đây, trong này có rất nhiều quả. Ôi, đây, những quả như thế này. Đó, những quả bơ xanh. Lấy nó lên cũng mệt đấy nhá. Đó. Đây. Ném này. Mình ném tiếp, nhưng mà quả này thì ném nhẹ thôi. Đó, nhiều không? Quá nhiều đúng không?